quý vị và bà con theo dõi chuyên đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và bà con, phát triển kinh tế gia trại trang trại là một chủ trương đang được cấp ủy chính quyền xã miền núi Phong Xuân, huyện Phong Điền quan tâm đặt lên hàng đầu. Đây là chủ trương tạo bước đệm vững chắc để Phong Xuân xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại là một điểm nhấn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền xã Phong Xuân đã chỉ đạo hội nông dân xã đưa phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trở thành chương trình công tác trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của hội. Thời gian qua, hội đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất hàng hóa, đồng thời thông qua các chương trình dự án tạo điều kiện cho hội viên sử dụng những cây con có giá trị kinh tế cao, sản xuất các sản phẩm có chất lượng và có thế mạnh của địa phương, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, sử dụng hợp lý về tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn, vật tư trong sản xuất. Xã Phong Xuân thì đã chú trọng phát triển trên vùng gò đồi này đối với là cái cây mà hiện nay thì được nhân dân với là địa phương rất là quan tâm, đó là cây bưởi da xanh. Thì chúng tôi đưa về để trồng thử nghiệm khoảng 1 ha, thì sau đó thấy cây phát triển rất là tốt và cho quả rất là đẹp. Thì đến nay thì xã chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác này phát triển đối với cây bưởi da xanh trên địa bàn toàn xã. Thì từ đó đến nay trên địa bàn của xã thì đã là trồng được 42 hecta, và hiện cây mà đã cho trái bói thì khoảng 10 hecta, còn lại là năm thứ hai, thứ ba thì hiện nay chúng tôi trồng khoảng 30 hecta. Và dự kiến trong thời gian tới thì xã sẽ phát triển cây bưởi da xanh này trên địa bàn lên đến khoảng 100 hecta. Và cái việc phát triển cây bưởi da xanh thì đã được chú trọng, được bà con là thấy cái lợi ích thực tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải đang tìm cái đầu ra để về lâu dài, đó là phải là tìm cái hướng ra để đăng ký cái thương hiệu đối với bưởi da xanh trên địa bàn của xã Phong Xuân nói riêng và huyện Phong Điền nói chung. Thì hiện nay chúng tôi đã liên kết với lại công ty trách nhiệm hữu hạn là Huế Việt hữu cơ ở Huế để cung cấp những cái tem để là truy xuất hàng có nguồn gốc tại địa phương. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục làm. Bằng phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân ở đây đã được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay và mạnh dạn chuyển đổi các diện tích đất vườn đồi sang trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, tạo ra sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, không những góp phần nâng cao đời sống người nông dân mà còn làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Điển hình như hộ gia đình ông Đoàn Hải Điệu ở thôn Vinh Ngàn. Trước đây kinh tế gia đình ông Điệu chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng lúa và hoa màu, thu nhập không cao. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương từ nguồn vốn của các dự án phi chính phủ. Nhận thấy đất đai nhà mình rộng rãi với tổng diện tích hơn 1 hecta, ông Điệu đã mạnh dạn gom góp thêm toàn bộ vốn tích lũy được để xây dựng chuồng trại, đầu tư vào chăn nuôi gà. Ban đầu gia đình ông chăn nuôi gà lương phường thương phẩm, song do giá cả bấp bênh, tình hình dịch bệnh xảy ra nhiều, việc chăn nuôi không đem lại hiệu quả. Quyết tâm không bỏ cuộc, ông bắt đầu làm lại từ đầu, từ việc học hỏi kiến thức chăn nuôi khoa học và chuyển sang nuôi 500 con gà giống lượng Huế mua từ Hải Phòng, sau khi tìm hiểu nắm bắt thực tế về những ưu điểm của giống gà này. Đến nay, quy mô của trang trại đã lên tới hơn 4.000 con. Kết hợp phương pháp chăn nuôi gà công nghiệp và truyền thống là thả vườn, trong đó đặc biệt quan tâm đến khâu kiểm soát vật nuôi. Toàn trang trại được rào chắn an toàn, đảm bảo cách ly đàn gà khỏi các yếu tố nguy hại. Trong quá trình chăn nuôi, ông cũng tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật về môi trường, chuồng trại, luôn đảm bảo khô thoáng, sạch sẽ. Khu vực chuồng ấm luôn đảm bảo có đủ ánh sáng và nhiệt độ phù hợp. Nhờ cách làm này mà đàn gà của trang trại luôn khỏe mạnh, có tỷ lệ sống và sinh trưởng nhanh. Một năm trang trại ông xuất 4 lứa gà, mỗi lứa bình quân khoảng 2.000 con, với giá bán trên thị trường hiện nay, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập không dưới 100 triệu đồng cho gia đình. Kinh nghiệm nuôi gà là nhiều năm, trên 10 năm nay tôi nói thực tế là chủ chốt những cái chuồng trại là vệ sinh cho sạch sẽ, thứ hai là phòng bệnh, phòng tất cả các bệnh. Từ khi bắt đầu mình ấm con gà con cho là 1 ngày tuổi, bắt đầu nhà máy chuyển vô cho mình đại lý cho đến khi là 15 ngày, đến 15 ngày đến là 30 ngày, tất cả các bệnh là đều phải phòng trước, cho con để khi xảy bệnh ra là coi như là không cách gì kỳ là cứu chữa được. Đó. Cho nên trong cái vấn đề chăn nuôi đó, cái phòng bệnh là tất cả các loại thuốc, rồi cộng thêm nữa am hiểu về là
cái vệ sinh, là chuồng trại luôn luôn một sạch sẽ. Thứ nhất thứ hai phải bơm phòng và tiêu độc và khử độc trong cái chuồng trại cho nó sạch sẽ, khi đó mình không gà mới máu lợn được. À, cho con mà ăn nuôi nhiều mà ăn vệ sinh của ăn quá kém và ăn phòng đủ tất cả các bệnh thì tất nhiên là thiệt hại về kinh tế của anh trước mắt. Từ những hoạt động thiết thực này, nông dân xã Phong Xuân đã và đang tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Đời sống của người nông dân nói riêng và nhân dân đã có những thay đổi rõ rệt. Kết quả này cũng là thành quả rất lớn từ sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhưng cái được hơn cả đó là người nông dân đã biết thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào cơ cấu mùa vụ, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, tăng năng suất, đạt hiệu quả kinh tế cao, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và bà con, mùn cưa là nguyên liệu chính để trồng nấm linh chi. Trước đây sau khi dùng xong là loại thải thì nay được tái sử dụng trồng nấm rơm có hiệu quả cao. Cách làm này ở Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lương 1, huyện Phú Vang vừa tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Để giúp bà con biết thêm về phương thức trồng nấm rơm này, chuyên đề xin giới thiệu cùng bà con quy trình trồng nấm rơm trên mùn cưa do cán bộ kỹ thuật Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lương 1 phổ biến. Làm nấm rơm trên mùn cưa nó có khác so với nấm rơm ở trên rơm. Thứ nhất là cái phần bên mùn cưa là mình phải tận dụng các cái bã thải của cả làm nấm của linh chi và nấm sò, cho nên là cái thời gian ủ là mình phải phối trộn là vôi nhiều lên và thời gian ủ là kéo dài. Cái thứ hai nữa là khi mùn cưa ủ xong là lên luống làm ở trong phòng không đóng ni lông giống như bên vòm nấm rơm để đảm bảo thoáng mát, và cứ lên luống thì cứ 15 phân mình cho giống vào một lớp và cứ 15 phân mình cho một lớp. Thời gian ủ tơ thì nó cũng tương tự giống như bên làm nấm ở trên rơm. Cái thời gian thu hoạch của bên nấm này thì nó dài hơn và cho bên kia thì ngắn ngày hơn, và cái phần tiết kiệm được nhân công bên này lên luống, còn bên chỗ nấm rơm là anh phải đóng bịch cho nên nó chi phí nó lớn hơn. Quy trình chăm sóc thì nó cũng tương tự như ở bên nấm rơm, thì sau khi vào 7 ngày thì ta mở lớp áo phủ bên ngoài và ngay chăm sóc từ 2 đến 3 lần bằng phun nước, bằng bình phun phải sạch, nước phải sạch, và sau đó 4 ngày thì bắt đầu nấm nó lên đến kim, ta tiếp tục chăm sóc cho đến khi nấm bằng hạt bắp và quả táo thì ta ngưng phun để tiến hành thu hoạch. Thời gian thu hoạch thì cũng dài từ 4 đến 5 ngày. Sau khi thu hoạch xong, người ta đầy áo phủ lại và tưới ẩm và đầy phủ lại để cho ủ tơ và nó lên lại được hai. Người ta cũng chăm sóc và thu hoạch như ban đầu. Cái ưu điểm của nấm này là mình làm ở trong nhà thì cái phần thiết kế phòng nó đơn giản hơn là bên làm nấm rơm. Cái thứ hai nữa là mình lên luống thì nó đơn giản, ít tốn nhân công và dễ chăm sóc. Cái thứ ba nữa là năng suất nó cao. Mô hình sử dụng máy bay không người lái để phục vụ các hoạt động canh tác nông nghiệp đã không còn xa lạ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam những năm gần đây, máy bay nông nghiệp đã được triển khai nhiều tại các tỉnh phía Nam như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Tại Thừa Thiên Huế, mô hình này đã được ứng dụng từ năm 2018. Tuy nhiên, hoạt động vẫn đang còn nhỏ lẻ và chưa nhiều địa phương biết đến. Hội thảo trình diễn mô hình máy bay phun thuốc nằm trong chuỗi sự kiện thực tế đưa giải pháp phun thuốc bằng máy bay về với bà con nông dân được tiếp tục tổ chức tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Mậu 1, huyện Phú Vang sẽ là bước tiếp theo trong hoạt động nhân rộng mô hình này. Trước đây, khi còn phun thuốc sâu bằng bình đeo vai thông thường,
dù có mang găng tay, khẩu trang và áo mưa để bảo hộ, nhưng vào những ngày thời tiết nắng nóng, phun xong vẫn chóng mặt, đau đầu. Bây giờ đã có máy bay không người lái, chỉ cần đứng từ xa điều khiển máy bay nên phục rất nhanh, đỡ vất vả hơn nhiều. Quan trọng là đảm bảo sức khỏe, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nếu như với phương pháp phun thuộc thủ công, một hecta lúa phải cần đến 2-3 nhân công làm việc trong vòng 3 ngày mới hoàn thành. Thì giờ đây, nếu sử dụng máy bay không người lái, chỉ cần mất chưa đầy 30 phút là có thể hoàn thành công việc trên cùng một đơn vị diện tích. Nhiệm vụ của bà con chỉ là ghi chép ngày giờ, theo dõi lượng thuộc sử dụng để biết vụ này sẽ giảm được khoản tiền bao nhiêu trong khâu đầu vào. Sử dụng máy bay không người lái vào việc phun thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho bà con. Cái lợi ích thứ nhất, quan trọng nhất đó là vấn đề về sức khỏe. Là từ khi có máy bay phun thuốc này ra thì bà con không còn phải đeo vác bình trên vai, không phải lội ruộng giữa trời nắng, không phải bị cái thuốc ngấm vào cơ thể. Đó là cái vấn đề về sức khỏe thì luôn luôn được đảm bảo. Cái lợi ích thứ hai là vấn đề dập dịch. Trên những cái cánh đồng màu lớn thì vấn đề dập dịch là rất quan trọng. Mỗi khi dịch dày xảy ra thì cái tốc độ của bà con phun tay thì nó không phải đảm bảo được cái yêu cầu dập dịch nhanh chóng được. Trong khi máy bay, nó cái tốc độ phun của máy bay nó nhanh gấp từ 24 đến 30 lần cái công phun tay. Thì nó sẽ đảm bảo cho việc dập dịch một cách tập trung và an toàn. Sử dụng máy bay phun thuốc trừ sâu giúp bà con không phải lội trực tiếp xuống ruộng nên hạn chế được tình trạng dập đạp lúa khi phun thuốc thủ công, giúp giảm thất thoát trong canh tác. Bên cạnh đó, việc phun thuốc sâu bằng máy bay sẽ giúp bà con đảm bảo đúng tỷ lệ pha thuốc, tiết kiệm nước, tránh tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng. Nhờ đó, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính. Trong nông nghiệp thì triển khai cái mô hình mà máy bay bơm không người lái này đối với nông nghiệp thì đối với hợp tác xã lần đấy là lần đầu tiên nhìn thấy và bà con xã viên lần đầu tiên nhìn thấy thực tế tại đồng ruộng. Còn trên phương tiện đại chúng, thông tin đại chúng thì người ta cũng có thấy rồi. Nhưng mà hiệu quả là về đây lần đầu tiên là người ta nhìn thấy. Qua đánh giá của bà con hiện đang trực tiếp tại đây thì người ta cũng nghĩ rằng là bơm này nó có hiệu quả hơn. Còn cái việc trong quá trình lâu dài còn cái đánh giá sau. Nhưng mà hiện tại thì bà con nói là bơm là có được. Thành ra là đối với hợp tác xã cũng rất là hy vọng cái mô hình này là nó được. Để cho bà con nông dân là giảm được cái chi phí lao động, tăng giá thành của cái hạt thóc lên để sản phẩm nông nghiệp tăng lên, giá trị của đơn vị diện tích tăng lên để có hiệu quả trong sản xuất. Có thể nói rằng những lợi ích mà việc ứng dụng máy bay nông nghiệp phun thuốc trừ sâu mang lại rất nhiều lợi ích, giúp nâng cao năng suất cây trồng, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm chi phí thuốc, giải quyết được bài toán thiếu lao động ở nông thôn. Máy bay nông nghiệp không người lái có thể ứng dụng vào các công việc như phun thuốc trừ sâu, gieo hạt và có thể ứng dụng trên mọi loại cây trồng, mọi loại địa hình. Chuyên đề nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề lần sau.